Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi thấy nó toát ra từ tấm lòng của mỗi một anh chị em đang ngồi tại nơi đây. Và Chúa rất hài lòng bởi vì anh chị em yêu Ngài. Anh chị em có yêu Chúa Giêsu không? Chắc chắn. Một amen rất dứt khoát phải không ạ? Cảm ơn Chúa. Tôi cũng thay mặt Hội Thánh và muôn dân gửi lời chào tất cả anh chị em đang theo dõi Hội Thánh qua livestream buổi tối hôm nay. Nguyện Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em. Hallelujah. Và tôi nghĩ rằng tất cả những ai yêu Chúa Giêsu đều có ít nhất một lần trong cuộc đời mình cầu nguyện với Chúa rằng: lạy Chúa, hãy dùng con. Có đúng không ạ? Tôi đã cầu nguyện điều đó không biết bao nhiêu lần. Chúa ơi, hãy dùng cuộc đời con. Và tất cả những gì chúng ta có được, chúng ta đạt được, anh chị em ơi, đều ra từ Chúa của chúng ta. Chúa Giêsu đã nói rất rõ trong lời Ngài rằng: ngoài ta ra, các ngươi không làm được gì cả. Và hôm nay đây, khi đứng tại nơi này, tôi nhớ lại cũng ngày này, 10 năm trước, chúng tôi bắt đầu Hội Thánh với những ước mơ hoài bão và không có cái gì trong tay. Anh chị em hiểu ý không ạ? Chúng tôi bắt đầu Hội Thánh với những ước mơ hoài bão nhưng không có cái gì trong tay cả. Đúng nghĩa luôn. Và chúng tôi nhóm lại với 3-4 con người ở dưới gốc một cái cây, gốc cây. Anh em đã thấy Hội Thánh nhóm dưới gốc cây chưa? Đấy. Chúng tôi nhóm dưới gốc cây. Và sau 10 năm thì Chúa Giêsu đã hành động qua Hội Thánh đơn sơ đó, qua những con người đơn sơ đó, nhưng hết lòng yêu Chúa Giêsu. Để ngày hôm nay Chúa dùng Hội Thánh nhà muôn dân đem lại phước lành của Ngài cho rất nhiều người. Vì vậy anh chị em, chủ đề buổi chiều hôm nay tôi muốn thông công với anh chị em nhân dịp kỷ niệm 10 năm cái ngày mà Chúa Giêsu lập nên Hội Thánh của Ngài. Tôi muốn chuyển tải đến anh chị em rằng mỗi một cuộc đời chúng ta đều có cơ hội để được Chúa sử dụng tối đa. Đây là niềm hy vọng của tất cả chúng ta ngồi đây, amen không ạ? Và tôi nghĩ rằng anh chị em mình hãy tin điều đó đi, vì điều đó là sự thật. Tất cả những ai đang ngồi đây hiện nay và những ai đang trên livestream mà nghĩ rằng cuộc đời tôi bỏ đi rồi, không thể nào mà có ích lợi gì cho Chúa nữa đâu, tôi xấu xa, tôi yếu kém, tôi luống tuổi, tôi thân cô thế cô, tôi đang bị điều này, bị điều kia, chắc có lẽ Chúa dùng ai đó, chớ không thể dùng tôi. Thì những người đó hôm nay, hãy suy nghĩ một chút đi về những con người ở trong Kinh Thánh. Hãy nghĩ một chút về ông già Abraham 75 tuổi, không ạ? Ở trong cái xứ Canh Đê thờ lạy thần tượng, và hai vợ chồng già này hiếm muộn không có con, nhưng nuôi một ước mơ trở thành cha của nhiều dân tộc. Và cuối cùng ông đã đi theo Chúa và Chúa biến ông quả thật trở thành cha của nhiều dân tộc. Anh em cũng hãy nghĩ đến David là một chàng trai trẻ chăn cừu, con út trong một gia đình đông anh em. Ngay khi các người anh của mình làm tướng làm lính ở trong quân đội thì ông vẫn nghêu ngao đi chăn cừu ở ngoài vườn, ngoài đồng cỏ. Nhưng rồi một người trai trẻ như vậy, xuất thân từ một người chăn cừu như vậy, mà ngày hôm nay ở Việt Nam mình gọi là chăn bò đó cho nó dễ hiểu, đã trở thành vị vua cao trọng nhất lịch sử Israel. Anh em nghĩ đi ha. Rồi chúng ta hãy nghĩ tiếp đến Elise, là một nông dân thực thụ, cày ruộng với 12 đôi bò, nhưng đã trở thành một tiên tri vĩ đại nhất và làm nhiều phép lạ nhất Israel. Còn nếu chưa thuyết phục, anh em hãy nghĩ đến Phi-rơ, Dân và Gia-cơ, là những người đánh cá ít học, dốt nát, không hiểu gì về sự đời, không trình độ, không tài năng, nhưng
theo Chúa Giêsu và họ đã trở thành những người biến đổi thế giới cho đến tận ngày hôm nay. Tôi nói những lời đó để khích lệ mỗi một chúng ta ngồi đây. Như vậy, chúng ta có thể tóm tắt như sau anh chị em. Tuổi tác không thể ảnh hưởng đến sứ mạng của chúng ta. Đúng không ạ? Xuất thân cũng không thể ảnh hưởng đến sứ mạng của chúng ta. Tài năng cũng không thể ảnh hưởng đến sứ mạng của chúng ta. Và cuối cùng, trình độ hiểu biết bằng cấp cũng không ảnh hưởng đến sứ mạng của chúng ta. Amen. Nếu bốn những thứ này không ảnh hưởng đến sứ mạng của tôi và bạn chị em, thì tôi và bạn chị em ngồi đây, ai cũng có cơ hội để được Chúa sử dụng một cách tối đa trong cuộc đời của mình. Amen không ạ? Đó là điều mà tôi muốn khích lệ anh chị em. Và những người mà tôi vừa kể đó, họ khác nhau, họ xuất thân khác nhau, họ sống ở những giai đoạn lịch sử khác nhau, họ ở những gia đình khác nhau, chủng tộc khác nhau, màu da khác nhau. Nhưng tất cả họ có một điểm chung. Họ có một điểm chung. Đó là họ hết lòng tin Đức Chúa Trời. Anh em thấy không ạ? Họ hết lòng tin Đức Chúa Trời. Và họ được Đức Chúa Trời tin tưởng, sức dầu, sử dụng họ. Đây là cái điểm chung của Abraham, điểm chung của David, Elise và Phi-rơ dân Gia Cơ. Chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Đó. Chúa chọn họ, Chúa sử dụng họ. Vì đơn giản họ tin. Họ tin và họ có những hành động của đức tin. Có thể hôm nay chúng ta thiếu điều đó chăng? Chúng ta tin nhưng chúng ta thiếu những hành động của đức tin chăng? Anh em thử nghĩ đi. Họ có những hành động gì nè? Abraham 75 tuổi rồi. Phải không ạ? Ở trong xứ. Tôi nói thiệt với anh chị em á, cái tuổi 75 mời ăn tiệc còn không muốn đi nữa. Chứ đừng nói chuyện là bỏ xứ đi chỗ khác. Có đúng anh chị em? 75 tuổi rồi sang mời ăn tiệc, mệt quá, chả thèm đi nữa. Ăn bát cháo chạy ba quãng đồng, ta nằm đung đưa cho nó sướng, không đi. Phải không ạ? 75 tuổi là không muốn đi đâu ạ. Nhưng Abraham đã nghe tiếng gọi của Chúa và ông đã bỏ quê hương, bỏ tất cả tài sản lại, dắt theo vợ, mà vợ này còn vô sinh nữa chứ. Đó, anh em nghĩ đi. Dắt theo người vợ mà người vợ vô sinh, 65 tuổi rồi mà ước mơ trở thành cha của nhiều dân tộc. Anh em nghĩ nó có bất bình thường không anh chị em? Chắc người ta ngồi cái ông già này bắt đầu ông lẫn rồi. Không à, lú lẫn à. Cho nên làm những cái chuyện là không ai làm. Anh em thấy. Nhưng trong mắt Đức Chúa Trời, ông ấy đã có hành động của đức tin. Cái điều mà thế gian này gọi là ngu dại, ngu xuẩn, bất bình thường, thì đôi khi trong mắt của Chúa, đó là anh hùng đức tin. Anh xem ạ. Đó là điều tôi muốn kích lệ. David đi. Một chàng trai trẻ 17 tuổi, 18 tuổi. Với một cái trành ném đá trong tay. Mà đòi chạy đến giết cái ông tướng cao 3 mét. Cầm cái gươm thì 4 thăm 5 thằng khiêng không nổi. Anh em nghĩ. Bất bình thường không anh em? Rất bất bình thường. Mà người đời hay nói gọi là điếc không sợ súng. Điếc không sợ súng. Đúng là điếc không sợ súng thiệt. Cầm cái trành ném đá như thế này mà đi đòi giết một ông tướng mà gọi là gì? Thiện chiến trong chiến trận, đánh giặc từ thở còn thơ, tên là Goliath. Và cuối cùng sao anh chém? Bởi đức tín ông đã chém đầu Goliath. Những cái hành động bất bình thường bởi đức tín đó đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, đã tạo nên những chiến tích, đã tạo nên những dấu ấn, những bước ngoặt trong cuộc đời của những con người này, khiến cho họ tiếp tục bước tới với một lòng tin sắc bén, mà trong Kinh Thánh gọi là đức tin dẫn đến đức tin. Anh em thử đi, anh em làm một cái gì đó thành công bởi đức tin, anh em sẽ được khích lệ để tiếp tục bước tới bởi đức tin. Amen ạ. Cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy bắt đầu. Cái điều thất bại trong cuộc đời chúng ta là chúng ta không dám bắt đầu. Sợ quá. Nếu David sợ, cũng đứng ở trong hàng ngũ của Israel rồi cứ hô chiến, 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 và cuối cùng không ai dám ra, thì chắc có lẽ hôm nay Kinh Thánh không có những dòng viết về David.
phải không ạ? Còn Elise thì sao anh chị? Một nông dân thất thầu, một nông dân cày ruộng 12 đôi bò. Và đối với người nông dân đó, cày và bò thời đó là giống như Mercedes với BMW ngay bây giờ. Nhưng khi Chúa kêu gọi, ông xẻ thịt bò đại bàn, chẻ cày chậm củi và đi theo tiên tri Eli. Hôm nay chúng ta có dám đốt Mercedes với lại BMW đi theo Chúa không? Phải không ạ? Ủa, đó là hành động của đức tin. Nó nói lên rằng tấm lòng của ông dứt khoát từ ngày hôm nay. Ông sống cho Chúa. Ông sống cho sự kêu gọi của Chúa. Ông không quay lại đằng sau. Ông không nhìn bên phải, không nhìn bên trái. Nhưng ông nhìn đằng trước. Hành động của ông chứng minh điều đó. Đôi khi chúng ta phạm phải sai lầm, mình đi theo Chúa nhưng mà vẫn có phương án xe cua. Lỡ thất bại quay về làm ruộng. Anh chị, đôi khi mình đi theo Chúa như thế. Ít những người dám xả bò chạy cày. Đó là điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Tại sao Chúa dùng họ? Tại sao trong hàng tỷ người Chúa không dùng người này mà Chúa dùng người khác? Có lý do của Ngài. Amen chị em. Có lý do. Chúa dùng một người luôn có lý do. Và Chúa không dùng người nào cũng luôn có lý do. Đồng anh chị em hãy suy nghĩ về lý do. Để hôm nay chúng ta có thể hay đó. Còn nói cuối cùng đến dân Gia Cơ Phi Rơ thì sao anh chị em? Chắc tôi nghĩ rất là quen thuộc với chúng ta phải không? Thì Chúa Giêsu đi ngang qua và kêu gọi hãy theo ta. Và ông ấy làm sao anh chị em? Lập tức quăng chài quăng lưới đi luôn. Khỏi bàn. Và đó họ đã trở thành những tay đánh lưới người thật thục sau 3 năm 6 tháng. Anh chị em thấy không ạ? Như vậy gì? Chúng ta có thể kết luận tất cả họ đều có những sai lầm, những yếu đuối. Có hết á. Abraham nói dối như cuội. Vợ mình mà cứ bảo em gái bị sợ chết. Nói dối. David thì sao? Quá rõ rồi. Đúng không? Có những sai lầm, có những yếu đuối. Phi Rơ, Dân và Gia Cơ cãi nhau, tranh giành ai làm lớn. Đúng không? Rồi một trong ba ông thì kêu lửa từ trời xuống thiêu rụi dân Samari cho rồi. Phải không? Nhiều cái yếu đuối. Tất cả họ đều có những sai lầm yếu đuối. Nhưng nhìn chung, tất cả họ đều không từ bỏ mục tiêu mà Chúa kêu gọi. Đó là lý do Chúa chọn họ. Chúa chọn những người bám mục tiêu. Chúa chọn những người kiên trì với sự kêu gọi. Vì chắc chắn rồi, không có một sự kêu gọi nào mà không gặp thử thách. Không có một sự kêu gọi nào mà không gặp sự chống đối. Không có một sự kêu gọi nào mà không gặp sự bắt bớ, không gặp những giai đoạn khó khăn. Anh chị em ơi, người kiên trì là người sẽ đến đích. Cho nên chúng ta nhìn thấy tất cả những điều đấy để chúng ta có thể học được từ họ, từ câu chuyện của cuộc đời họ và đem đến áp dụng cho chính mình. Còn Jacob, cháu nội của Abraham thì sao anh chị em? Tại sao Jacob thành công còn Esau thì lũng bãi? Tôi nghĩ câu chuyện này rất diệu kỳ, rất tuyệt vời để đem ra bàn chúng ta ngày hôm nay. Tại sao Jacob Esau là hai anh em sinh đôi ở trong cùng một bào thai, cùng một mẹ, cùng một cha, sinh ra cùng một gia đình tại cùng một thời điểm, nhưng Jacob thì thành công còn Esau thì lũng bại? Tôi nói câu chuyện này để cho anh chị em đừng có nói với tôi rằng cái đứa kia nó thành công bởi vì gia đình nó giàu, nó được học hành tử tế, nó được tốt, còn tôi không thành công bởi vì tôi thế này thế này thế này. Nhưng xin thưa anh chị em, trường hợp của Jacob Esau thì anh em khỏi bàn rồi, đúng không ạ? Giống nhau, xuất phát điểm giống nhau, nhưng lý do gì Jacob thì được chọn, còn Esau thì sau một thời gian, anh chị em biết điều gì rất đáng buồn xảy ra không? Đối với dân tộc Edom không? Dân tộc Edom là con cháu Esau.
đến năm khoảng năm 500 trước công nguyên thôi, thì dân tộc Edom tuyệt chủng. Và ngày nay không còn một người nào trên trái đất này mang dòng máu của Esau. Tuyệt chủng. Anh em nghĩ đi. Tại sao nè? Bởi vì đơn giản một điều, Jacob là người sống cho khải tượng và tương lai, còn Esau là người sống cho hiện tại và xác thịt. Rất đơn giản. Esau là trưởng nam, lẽ ra mọi quyền ông được hưởng, mọi phước hạnh ông được hưởng, nhưng mà trong một chuyến đi săn về, đúng không ạ? Anh em đọc trong Sáng Thế Ký chương 25 câu 31, 32 anh chị em coi. Thì Esau, ông Jacob ông đáp là: nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi, bán đi rồi tôi cho anh ăn cái bát canh này, còn không bán thì uống nước lã nhịn, được không? Esau nghĩ đi nghĩ lại hồi bảo được, ta đồng ý bán. Và ta ông nói như thế này anh chị em: này anh gần chết, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Đổi quyền trưởng nam sau cho một bát canh. Anh chị em nghĩ đi. Và ông đã hoàn toàn đánh mất tất cả sản nghiệp thuộc linh mà ông nội ông đã để lại. Ngày hôm nay, đôi khi chúng ta có thể vui hưởng một chút cuộc sống trong xác thịt, nhưng chúng ta đánh mất hoàn toàn một sứ mệnh đời đời. Chúng ta vui hưởng một chút với những lời nói, những thú vui của xác thịt. Chúng ta sống cho hiện tại, chúng ta sống cho những cơm áo gạo tiền, chúng ta sống cho những thú vui đời này, chúng ta sống cho những cái gì ngắn hạn đời này, và chúng ta sẵn sàng bán nó, đổi lấy nó cho ân điển của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Và cuối cùng anh chị em, sau 50 năm, 60 năm, khi chúng ta tắt hơi, tất cả đều kết thúc. Nhưng Jacob thì khác. Jacob, ông ở với mẹ ông, ông nghe mẹ ông kể về ông nội, ông nghe mẹ ông kể về khải tượng, ông biết rất rõ tại sao ông nội ông không lấy những người con gái ở xứ này cho cha ông, mà phải đi về tận quê hương để lấy mẹ ông về. Jacob hiểu điều này. Cho nên anh chị em thấy không ạ? Jacob rất khác Esau. Esau thì chọn đại, lớn rồi, mấy con gái họ hết là cứ quơ hết ba đứa một lúc. Mà ông Isaac với cô gọi là Rebecca là đau đầu với những cô gái họ hết này luôn. Esau là quơ đại thôi, không quan trọng nữa. Nhưng Jacob khác. Jacob hiểu ý nghĩa thuộc linh. Jacob biết được cái giá trị sứ mạng mà Đức Chúa Trời kêu gọi trên dòng họ của mình, trên ông nội mình. Và Jacob đã sống cho điều đó. Anh chị em ơi, tôi khích lệ anh chị em ngày hôm nay hãy sống cho điều Chúa Giêsu kêu gọi mình. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trở thành ánh sáng của thế giới này, trở thành muối của đất, trở thành những kênh dẫn phước hạnh cho nhiều người, trở thành những kênh dẫn cho sự chữa lành, kênh dẫn cho sự giải phóng, kênh dẫn cho sự đem lại sự vui tươi, hạnh phúc, sự sống, cứu rỗi cho nhiều cuộc đời. Đó là sự kêu gọi đích thực của Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu nói ta đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Và Ngài kêu gọi mỗi một chúng ta tiếp nói bàn tay của Ngài, tiếp nói ảnh hưởng của thần Ngài để đem lại sự sáng cho thế giới này. Anh chị em à, đó là sự kêu gọi của chúng ta. Nhưng đôi khi đó, giống như Esau vậy đó, chúng ta không hiểu điều này. Chúng ta coi thường điều này. Chúng ta không để ý đến điều này. Chúng ta không đánh giá tầm quan trọng của điều này. Và chúng ta sống cho những sứ tầm thường của đời này, giống Esau. Và anh chị em ơi, cuối cùng của Esau là tuyệt chủng, nhưng Jacob thì còn lại đời đời. Anh chị em nhìn thấy phải không? Rất tuyệt vời. Đến đây, tôi muốn nói với anh chị em một điều như thế này. Trong Giê-lê-mi chương 1 câu 6 đến câu 7, đây là câu kinh thánh tôi muốn chia sẻ chính cho anh chị em. Ông Giê-lê-mi khi được Chúa kêu gọi, ông nói rằng, anh em đọc sẽ thấy: tôi thưa rằng, ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: chớ nói tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó, vì ta ở với ngươi, đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.
khi Chúa kêu gọi Jeremy. Jeremy nhìn vào mình và nói: Chúa ơi, Ngài có nhầm người không? Con là một đứa con nít, con biết nói gì, con biết truyền giảng cái gì, con biết đi đâu và làm gì. Có thể hôm nay Chúa kêu gọi anh chị em, Chúa gõ cửa tấm lòng anh chị em bao nhiêu năm rồi, Chúa kêu gọi anh chị em làm điều này điều kia trong vương quốc của Ngài, nhưng anh em không nhìn vào Chúa mà nhìn vào chính mình. Ô lạy Chúa có nhầm không? Con chưa tốt nghiệp cấp 2, tài khoản con chưa đủ 1 tỷ, Chúa. Con là người thất nghiệp, con là phụ nữ, Chúa ơi, con là người mà ôi đủ thứ hết, mà thiên hạ gọi là tứ đổ tường, Chúa ơi, không thiếu thứ gì. Có thể chúng ta sẽ nói như vậy, nhưng anh em nghe Chúa nói nè: đừng nói tôi là con trẻ. Khi Chúa đã kêu gọi rồi, đừng nhìn vào mình anh chị em, hãy nhìn vào khả năng của Chúa, hãy nhìn vào kho báu của Ngài, hãy nhìn vào tiềm lực của Ngài, hãy nhìn vào sự sức giàu của Ngài, hãy nhìn vào những con người tầm thường nhưng được Chúa sử dụng trở thành phi thường. Ngày xưa khi Chúa kêu gọi tôi phục vụ Ngài, anh chị em ơi, tôi cũng nói ý xì như Jeremy này. Tôi nói: Chúa ơi, Ngài có kêu gọi nhầm người không? Con là người thấp cổ bé họng, thấp bé, tiền không, nhà không, quan hệ không, chả có gì cả. Thế thì làm sao con phục vụ Ngài được? Làm sao con giảng lời Ngài được? Làm sao con có thể đi theo tiếng gọi của Ngài được? Nhưng mà khi Chúa gõ cửa tấm lòng, Chúa mặc khải lời Ngài, thì tôi không nhìn vào chính mình nữa, nhưng tôi nhìn vào các thánh của Ngài. Tôi nhìn vào Elise, tôi nhìn vào David, tôi nhìn vào Abraham, tôi nhìn vào Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ. Và tôi nói với Chúa: Chúa ơi, cho con giống mấy người này, cho con giống mấy người này, con khao khát giống như mấy người này. Họ được thánh linh Ngài đổ lên, chạm lên, con cũng muốn như vậy. Chúa ơi, biến con trở thành giống như những người này. Lúc đó anh chị em, niềm đam mê hầu việc Chúa khiến cho chúng ta quên mất mình là ai. Và tôi khích lệ anh chị em, hãy quên đi mình là ai, chỉ biết rằng chúng ta ở trong Đấng Christ. Chúng ta được Đức Chúa Trời chọn, được Đức Chúa Trời lựa, được Đức Chúa Trời sức dầu, được Đức Chúa Trời kêu gọi, và chắc chắn được Ngài trang bị cho chúng ta. Đó là chìa khóa để cho chúng ta có thể tiến bước anh chị em. Vì vậy, hãy nhìn vào câu kinh thánh tôi vừa đọc cho anh chị em. Ngươi sẽ đi khắp nơi nào, ta sai ngươi đi. Chúa sai. Ngươi sẽ nói mọi điều, ta truyền cho nói. Chúa truyền cho nói. Đâu phải mình tự bịa ra nói. Đúng không? Cho nên đôi khi, anh em nghĩ, ôi, hầu việc Chúa này, tuần nào cũng giảng, tuần nào cũng nói, tuần nào cũng như thế này thì vốn liếng ở đâu mà làm việc được. Có người gọi điện bảo tôi: một xe ơi, giúp với cho hết vốn rồi. Có bao nhiêu nói hết rồi. Không ạ? Nhưng chị em ạ, Chúa mình là vô tận. Chúa mình là vô tận. Và nguồn của Ngài không bao giờ cạn. Amen ạ? Không bao giờ cạn. Cho nên tôi nói bí quyết để được Chúa dùng là quên mình đi và nhìn lên Chúa Giêsu, nhìn lên những con người thánh mà Ngài chọn lựa. Đừng nhìn vào khả năng của mình. Tôi đảm bảo anh chị em mà nhìn vào khả năng của mình, anh chị em không bao giờ dám bước ra cửa để đi giảng phúc âm. Vì sao? Sợ chết. Không, sợ lắm. Đi giảng phúc âm mà nhìn vào mình sợ vô cùng, chả biết sợ gì. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng thần của Chúa ở trên mình, thần của Chúa sẽ hành động qua mình, thần của Chúa sẽ chữa lành cho người khác, thần của Chúa sẽ đuổi quỷ qua mình cho người khác, thần của Chúa sẽ làm tất cả mọi việc để người ta được tự do, thì anh em sẽ tự tin lắm. Amen. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Cho nên anh chị em, dĩ nhiên nãy giờ
tôi nói cho anh chị em là khích lệ anh chị em với một lẽ thật là Chúa có thể dùng tất cả mọi người đang ngồi đây. Nhưng nếu tôi kết thúc bài giảng ở đây thì anh chị em cũng không biết làm thế nào để Chúa dùng mình. Phải không ạ? Nghe thì cũng hay đấy, cũng hấp dẫn đấy. Nghe có vẻ cũng hừng hực lửa phải không ạ? Ồ, tôi biết Chúa dùng. Chắc chắn Chúa dùng tôi được chứ. Mấy con người này mà Chúa còn dùng được huống chi tôi, đúng không ạ? Mà cuối cùng khi ra về rồi, ồ, thế làm sao để Chúa dùng nhỉ? Rồi xong luôn. Phải không ạ? Cho nên tôi không dừng bài giảng ở đây. Nhưng tôi cậy ơn Chúa để nói cho anh em bốn thứ khiến cho anh em được Chúa dùng. Anh em nghĩ đơn giản thế này dễ hiểu lắm. Một ngôi nhà mà xây dang dở, móng chưa xong, cửa chưa lắp, trần nhà chưa lợp, có ở được không chị em? Muốn ở một ngôi nhà thì ngôi nhà đó phải được xây dựng và hoàn thiện. Lẽ thật nó đơn giản thế thôi. Cho nên tôi nói lẽ thật này để cho anh chị em nắm lấy nè. Muốn được Chúa dùng, hãy hoàn thiện con người bề trong của mình. Nắm lấy cái đó. Tôi đảm bảo anh em đó là chân lý. Khi con người bề trong của anh chị em hoàn thiện thì đó là lúc bắt đầu Chúa tung anh chị em ra chiến trường của Ngài. Con người bề trong nó khác con người bề ngoài. Tôi không nói con người bề ngoài. Con người bề ngoài có thể là quần áo đẹp, sức dầu thơm, tiền bạc đầy, đi xe sang, được nhiều người vỗ tay trọng vọng, bằng cấp đầy người, dáng từ đỉnh đầu đến gót chân, không thiếu một chỗ nào. Tôi không nói mấy cái thứ đó. Mấy thứ đó là cần nhưng chưa đủ. Cái thứ Chúa nhìn, cái thứ Chúa tìm là tình trạng sức khỏe con người tâm linh của anh chị em. Tình trạng sức khỏe con người tâm linh của anh chị em. Con người bề ngoài có thể cơ bắp nâng tạ 50 kg, hít đất 50 cái bình thường, nhưng con người bề trong thì hất cái ngã mất tiêu, có thể lắm. Vì vậy chú ý xây dựng con người bề trong là nền tảng để Chúa dùng mình, là nền tảng để Chúa dùng mình. Và hôm nay tôi cậy ơn Chúa chia sẻ cho anh chị em bốn cách, bốn thứ này để anh em có thể lãnh hội, có thể học tập lẫn nhau và áp dụng cho chính đời sống của mình. Tôi đã từng áp dụng nó cho chính đời sống của tôi. Và bây giờ tôi chia sẻ cho anh chị em được không ạ? À, đây là điều mà rất là quan trọng. Tất cả chúng ta đều đang trên đường đua và chạy đến mục đích. Không phải tôi nói vậy có nghĩa là tôi đã đến đích. Không, tôi đang chạy trên con đường đó. Và Chúa cảm động tôi cũng chia sẻ những điều ích lợi cho anh chị em để cùng tôi chạy trên con đường này. Amen anh chị em. Và khi mình đã xây dựng cứng cáp rồi thì ai ạ? Ai được lợi? Vương quốc Đức Chúa Trời được lợi. Chúa Giêsu được vinh hiển. Địa ngục sẽ vắng người, thiên đàng thì đầy ắp người. Đó là điều có phải tôi và bạn cho em ao ước không? À, rồi, tôi sẽ chia sẻ bước đầu tiên. Bước đầu tiên của mọi bước đó là hãy làm cho con người thuộc linh của mình trở nên thịnh vượng và có ánh sáng ở trong thế giới tâm linh. Đó là cái đầu tiên. Anh chị em có biết không? Mỗi tâm linh chúng ta là một ngọn đèn. Một ngọn đèn. Và khi ngọn đèn đó thắp lên thì anh em được định là sống trong thế giới linh. Còn ngọn đèn đã tắt ngấm đi, đen thùi lùi, không thấy nữa thì Đức Chúa Trời gọi anh em là chết trong thế giới linh. Ngày hôm nay khi anh em tin Chúa, ngọn đèn đó đã được thắp lên. Nhưng phải sáng lên, sáng lòe ra. Anh em thấy ngọn đèn 5 watt trong phòng ngủ nó khác với ngọn đèn 100 watt ở ngoài đường không anh chị em? Khác chứ. Anh chị em bật cái bóng đèn ngủ lên thấy lờ mờ lờ mờ. Nhưng anh em bật bóng đèn 100 watt lên soi gì cũng thấy. Chúa muốn anh chị em là ngọn đèn chiếu sáng trong thế giới thuộc linh. Và câu kinh thánh để làm điều đó nằm ở trong Giô-suê chương 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng người. Tại sao Chúa lại nói quyển sách luật pháp này chớ xa miệng người?
Không lẽ bây giờ Chúa nói là bây giờ con lấy keo 502 con dán như này con đi à? Yeah. Không phải Chúa nói vậy sao? Tôi không cho rằng Chúa nói như thế này. Chúa nói quyển sách luật pháp này chớ xá miệng ngươi. Có nghĩa là Chúa muốn chúng ta liên tục nói ra lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là sự sáng. Lời Chúa là linh và sự sống. Tôi khích lệ anh chị em, bớt nói lời thế gian đi. Bớt càm ràm. Bớt nói lời tiêu cực. Bớt chửi lộn. Bớt cãi nhau. Không ạ? Bớt nói tục chửi bậy. Được không ạ? Thay vào đó là nói lời Đức Chúa Trời. Nói ngay vậy đó. Giống như tôi ở nhà, có vợ tôi thấy. Cứ sáng ra tôi đi là Chúa Giê-hô-va ơi, Ngài là đấng chăn giữ con. Con chẳng thiếu thốn gì cả. Kẻ thù mà đến trước mặt con đã ngã sấp liền. Trong danh Chúa Giê-xu con chẳng thiếu thốn gì. Dầu con đông đi trong trũng bóng chết cũng chẳng sợ tai họa nào. Ngài bỏ lại linh hồn của con, trọn đời con sự thương xót để đi theo con. Ô, con sẽ ở trong nhà Ngài đến đời đời, sướng quá Chúa. Cứ đi lại nói như người vậy đó. Cứ nói miết thôi. Nói từ sáng đến chiều. Mà anh em càng nói như vậy, anh em biết điều gì trong linh không? Linh anh em tăng từ 5 watt lên thành 200 watt. Amen. Một lễ thật hết sức đơn giản. Nhưng vấn đề chúng ta có nhận ra để áp dụng không? Và chúng ta có kiên trì để áp dụng không? Đúng không ạ? Cứ nói thôi. Tôi nói anh chị em rằng cứ đọc thuộc lòng Kinh Thánh và nói ra. Cứ nói lời của Chúa. Ôi Chúa Giê-hô-va ơi, Ngài là vần đá của con. Ngài là núi đá để con ẩn nấp trong ngày tai họa. Ôi Ngài là đấng mà lòng con nương dựa. Con tin cậy Ngài và con chẳng hổ thẹn bao giờ. Con tin cậy Ngài và con không bao giờ thiếu thốn điều tốt nào. Có được không anh chị em? Cứ nói như vậy một hồi. Không phải 200 đâu, 1000 watt. Sáng trưng. Wow. Ma quỷ á, nó đi từ xa nó thôi thôi, tránh xa cái thằng 1000 watt kia ra. Tránh xa. Đừng có lại gần, nó thiêu mày đấy. À, Satan nó nói tụi bay tránh xa, mày lại gần đó nó thiêu tụi bay rồi tao mất quân. Tao mất quân. Thôi anh chị, Satan nó thế. Nó rất sợ những người có sự sáng. Và lời Chúa là sự sáng. Lời Chúa là sự sống, là linh. Khi miệng chúng ta nói ra thì cuối cùng của câu 1 câu 8 nói gì? Để ngươi được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Đó là cái đầu tiên cái này. Tôi gọi đó là xây móng. Cái nhà mà không xây móng sao mà xây cửa được? Phải không ạ? Phải xây móng. À, bước đầu tiên. Thế nên đừng vội vàng. Ngày nào cũng cứ nói cho tôi. Rồi điều thứ hai nè. Điều thứ hai anh chị em. Nó nằm ở trong Cô-rinh-tô nhất chương 14, câu 2 và câu 4. Còn anh chị em đã đọc câu này nhiều lần rồi. Mà chỉ có tín đồ tân ước mới có thôi. Những thánh đồ cựu ước là mơ cũng không có. Tôi gọi đó là nói tiếng lạ. Kinh Thánh chép, vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời màu nhiệm. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình. Anh em để ý đi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình. Ôi, có một cái cách mà để mình tự gây dựng cái nhà thuộc linh của mình mà Chúa đã cho. Mà nếu chúng ta không áp dụng nữa thì đúng là hết thuốc chữa rồi. Có đúng không ạ? Chúa cho tiếng lạ để làm gì? Chúa cho tiếng lạ không phải để làm kỷ niệm cái ngày tôi được báp têm thánh linh. Giống như mấy người nhận báp têm nước, cho một cái gọi là cái giấy chứng nhận làm báp têm về treo lên tường cho vui. Không phải. Chúa cho tiếng lạ để chúng ta sử dụng nó mỗi ngày và làm cho tâm linh mình được gây dựng. Sau khi anh em xây nền rồi, anh em cứ nói tiếng lạ cho tôi. Một ngày ít nhất một tiếng đồng hồ. Cứ sáng dậy là cứ nói. Còn ai bảo anh chị em bất bình thường thì kệ họ. À, kệ thôi. Cứ nói thôi. Sao đâu? Bởi vì người ta có hiểu đâu, chỉ Chúa Trời hiểu được không ạ? Khi anh em nói tiếng lạ, anh em nói lời màu nhiệm, anh em nói những điều mà Đức Chúa Trời muốn ban phước cho tâm linh anh em, anh em nói những điều mà con người không thể biết nhưng mà Chúa biết điều gì là tốt cho anh em.
Khi anh em nói tiếng lạ là linh anh em bước vào cổng của cõi siêu nhiên, cõi của những phép lạ dấu kỳ. Khi anh em nói tiếng lạ là đèn tâm linh của anh chị em được mở toang ra, bật lên, sáng lên. Khi anh em nói tiếng lạ là sức thiên từ thiên đàng đổ xuống trong tâm linh anh chị em. Anh em thử đi, một ngày nào đó mà anh chị em yếu siêu, không còn muốn động đậy gì, bùng dậy, một tiếng đồng hồ, đảm bảo anh em bình an y như ở trên núi đá luôn. Nó vậy đó. Cho nên tôi cũng hay áp dụng cái này lắm. Ngày nào mà cơ thể mỏi mệt tôi bùng dậy tôi làm tiếng lạ ăn tiếng thế sao? Phải re lên chủ nhật là cầu nguyện đến 3 giờ chiều cũng không thấy mệt. Đúng không? Phải có sức. Con người tâm linh mình phải có sức, mình mới có thể thành chiến sĩ cho Chúa được. Anh em ạ. Cho nên một trong những công cụ hữu dụng nhất để xây dựng đời sống đức tin siêu nhiên của chúng ta chính là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Giu-đê câu 20 chép: hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Đó chả phải là ích lợi cho chúng ta sao? Đó là xây dựng đức tin cho mình đấy, anh chị em. Và điều thứ ba nha anh chị em. Điều thứ ba. Trước khi nói điều thứ ba này, cùng anh chị em đọc trong Ê-xê-chiên chương 37 câu 1 đến câu 4. Anh em sẽ hiểu ý tôi muốn nói gì ở đây. Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta. Đây là lời của tiên tri nói. Ngài dắt ta ra trong thần của Đức Giê-hô-va và đặt ta giữa trũng nó đầy những hài cốt. Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy. Này có nhiều lắm trên đồng trũng đó. Và đây là khô lắm. Ngài phán cùng ta rằng: hỡi con người, những hài cốt này có thể sống chăng? Ta thưa rằng: lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó. Ngài bèn phán cùng ta rằng: hãy nói tiên tri về hài cốt ấy và bảo chúng nó rằng: hỡi hài cốt khô, khá nghe lời của Đức Giê-hô-va. Khi anh em đọc tiếp câu chuyện, anh em sẽ thấy cả một trũng hài cốt bắt đầu nó dần dậy và thịt nó lấp vào. Và đúng không ạ? Bí quyết là, anh chị em ạ, hãy nói tiên tri. Nói tiên tri là gì? Nói cho chính mình. Anh em nhìn vào đời sống mình, anh em biết rõ chỗ nào là hài cốt ở trong đời sống anh chị. Tiền bạc là hài cốt đúng không? Có thể lắm chứ. Có người thì dư dật rủng rỉnh thì nó là có thịt. Còn người nào mà cứ ăn trước hụt sau đó là hài cốt khô đấy. Thòng xương không. Nhìn vô tài khoản mình xương khô không. Thì phải nói tiên tri cho nó sống được không ạ? Nói tiên tri cho nó. Mở tài khoản mình ra, ta nói tiên tri, mày phải đầy ắp vào. Công việc phải phát triển vào. Làm ăn phải khấm khá vào. Tiền bạc phải dư dật vào. Buôn may bán đắt vào. Nói tiên tri hàng ngày cho nó thì nó sẽ sống. Trên miệng anh em có quyền năng trong danh Chúa Giê-xu. Chỗ nào hài cốt nữa? Có thể gia đình anh chị em là hài cốt khô đúng không? Vợ chồng như hai bộ xương đánh nhau suốt ngày. Có thể lắm chứ. Anh em biết hai bộ xương mà đánh nhau là chọn 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 như hai thanh gươm đúng không ạ? Thì phải nói tiên tri cho nó được không ạ? Ta ra lệnh rằng gia đình này phải hòa thuận, gia đình này phải nhường nhịn kính sợ Chúa, gia đình này phải có trước có sau, có trên có dưới, gia đình này phải phục vụ Chúa, gia đình này phải yêu mến Chúa, gia đình này phải nói lời yêu thương với nhau. Amen chứ. Nói tiên tri cho nó. Và tôi nói anh chị em, nếu mình ngồi thành thật kiểm nghiệm trong cuộc đời mình, nhiều hài cốt lắm, đúng không ạ? Và đôi khi chúng ta không biết cái cách này, chúng ta chấp nhận sống chung với hài cốt. Anh em biết rồi đó, trong nhà mà có cái mô ở trong nhà là khó chịu, có cái bộ xương nó nằm trên giường là hơi căng, đúng không ạ? Đi ra cũng thấy mà đi vô cũng thấy. Anh em có thích sống với bộ xương không? Nếu không thì phải nói tiên tri cho nó, được không ạ? Phải nói tiên tri cho nó. Và tôi đã phục vụ Chúa và trên Zoom, trên những cái phương tiện truyền thông, ôi xa bao nhiêu cuộc đời, mỗi tối thứ tư, mỗi tối thứ sáu là đem cái hài cốt của mình nói ra để chúng ta nói tiên tri cho nó xong, đúng không ạ? Người thì hài cốt chỗ này, người hài cốt chỗ kia, mà Kinh Thánh chép là nó khô lắm, đây hài cốt. Và cái điều thiếu sót của chúng ta là chúng ta không biết cách
để lấp thịt vào những chỗ thiếu thốn của chúng ta. Hôm nay tôi chia sẻ với anh chị em cái cách là Chúa nói đó, hãy nói tiên tri. Nói tiên tri là nói lời tích cực, nói lời thần cảm, nói lời mà Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em lúc đó. Anh em vừa ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu, kinh tế của ta phải phát triển lên. Ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu, con cái của ta sẽ phục vụ Đức Chúa Trời. Cứ nói. Cứ nói thôi. Còn bây giờ nó đang đi quán bar thì mượt nó. Mình cứ nói tiên tri, thịt nó sẽ lắp vào từ từ. Rồi từ quán bar nó về hội thánh chuyện bình thường. Đúng không? Anh chị em coi, lịch sử đã chứng minh đó. Con trai của nhà truyền giáo Billy Graham, ông đã về với Chúa lúc 91 tuổi. Ông là nhà truyền giáo của thế giới, nhưng mà con trai ông là nghiện ma túy. Đau không? Nhưng mà tôi tin ông nói tiên tri 20 năm đó. Bây giờ con trai ông trở thành người truyền giảng cho thế giới, chuyên binh thôi. Cho nên chúng ta đừng tuyệt vọng. Tôi thấy quá nhiều người tuyệt vọng trong cái hài cốt của mình. Hôm nay đừng tuyệt vọng, hãy nói tiên tri cho nó. Amen. Nói tiên tri cho chính mình, nói tiên tri cho chính cuộc đời mình, nói tiên tri cho gia đình của mình, nói tiên tri cho con cái của mình, nói tiên tri cho hội thánh của mình, nói tiên tri cho tất cả những gì anh chị em muốn nó có thịt và tôn vinh Đức Chúa Trời. Đó là cách xây dựng mình để Chúa sử dụng. Được không anh chị em? Mang ha. Rồi cuối cùng, cuối cùng, ba cái rồi. Anh em nhớ ba cái chưa? Có thực hành không? Thưa đây nha. Tôi hy vọng là từ đây trở về sau, trên những buổi Zoom, hài cốt sẽ bớt đi. Hả? Bớt đi. Đúng không? Từ 9 giờ là ta tắt Zoom, ta đi ngủ, chứ không ngồi đến 12 giờ nữa. Đúng không? Vì hài cốt hết rồi. Đó là chúng ta khỏe. Hài cốt hết, thịt đắp vào, đời sống chúng ta tươi mới, Chúa dùng. Xem ha. Rồi, còn cái cuối cùng. Cái cuối cùng cũng không kém phần quan trọng. Bốn bước này mà anh em làm liên tục, tôi nói chắc chắn luôn, anh chị em là kim cương trong mắt của Chúa. Ngài lau chùi tìm kiếm anh chị em, chăm sóc anh chị em, quý anh chị em. Vì Kinh Thánh chép đó, ai hầu việc Đức Giê-va thì Đức Giê-va tôn quý người đó. Chúng ta nói với Chúa rằng lạy Chúa, hãy dùng con. Tức là con phải trở thành sẵn sàng cho một đồ dùng hữu dụng trong tay Ngài. Một đồ dùng mà Ngài có thể dùng được. Chứ mà dùng không được thì Chúa đâu có để ý đâu. Phải không ạ? Rồi. Cuối cùng. Đó được chép trong Ê-phê-sô chương 4. Câu 11 đến câu 13. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Tôi tin rằng ngày hôm nay, buổi chiều hôm nay, anh chị em tin qua hội thánh nhà muôn dân, qua sứ điệp, qua sự cầu nguyện của tôi, anh chị em sẽ nhận được phước của Chúa, nên anh chị em mới đến đây, đúng không ạ? À, tôi biết tổng luôn mà, không cần nói tiên tri. Không cần nói tiên tri. Và cái điều đó nó ứng nghiệm cho câu Kinh Thánh anh chị em vừa nghe. Trong hội thánh của Chúa, Chúa dựng người này lên làm chức này, Chúa dựng người kia làm chức kia, Chúa dựng tiên tri lên, mục sư lên, giáo sư, thầy giảng lên, nhiều chức vụ để làm gì? Để gây dựng thân thể của Ngài, để gây dựng mỗi một con cái của Chúa. Cho nên anh chị em, mình sẽ thật là thiếu sót nếu mình sống đời sống cơ đốc nhân một mình. Rất thiếu sót. Có người nói một mình tôi đủ rồi, tôi có Kinh Thánh, ở nhà tôi đọc cũng được, mắc gì phải đến hội thánh đọc. Tôi có miệng, ở nhà tôi hát cũng được, mắc gì đến hội thánh hát. Nhưng chị em à, không phải vậy. Chúa nói rằng Chúa dẫn người này, người kia lên để bổ túc những sự yếu kém trong người khác. Tôi phụ thuộc anh em và anh em phụ thuộc tôi, để tất cả chúng ta đều lớn lên. Đúng không ạ? Cho nên bằng chứng buổi chiều hôm nay chúng ta tụ họp ở đây gần 200 con người là để chúng ta phục vụ lẫn nhau,
để chúng ta gây dựng lẫn nhau, cầu nguyện cho nhau. Và anh chị em ra về với một túi ơn của Đức Chúa Trời. Đó. Vì vậy anh chị em, đừng tiếc thời gian, đừng tiếc tiền bạc để đi đến những buổi đầy dạy Đức Thánh Linh. Đi đến những đầy tớ của Chúa được ơn của Ngài. Đi đến những con người đang phục vụ Chúa trong năng quyền của Đức Thánh Linh. Khi anh em đến đó, không bỏ ngang thì cũng bỏ dọc. Chắc luôn. Có đúng không ạ? Như anh em đến nhà hàng vậy đó. Không ăn món này được thì chắc chắn sẽ có món khác để ăn. Kiểu gì cũng thích. Cho nên khi mà mình bỏ thời gian, bỏ công sức, mình đến những nơi đó, có nghĩa là Đức Chúa Trời đang muốn bổ túc cho anh chị em, bồi dưỡng cho anh chị em, ban ơn cho anh chị em, chúc phước cho anh chị em, giải cứu chữa lành cho anh chị em. Vì Ngài dùng những tôi tớ Ngài làm điều đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Tóm lại anh chị em, rất dễ hiểu 4 điều. Và nếu anh em làm thường xuyên thì mau chóng thôi Chúa sẽ dùng. Thứ nhất, nói ra lời Chúa. Thứ hai, nói tiếng là. Thứ ba, nói tiên tri. Thứ tư, đến những đầy tớ của Đức Chúa Trời, những buổi bồi linh, những nơi đầy dậy thánh linh, những hội thánh có thần Chúa vận hành, để mình được bổ túc. Amen ạ. Amen. Và anh chị em, tại sao đến giờ này sự mình được Chúa dùng bị hạn chế? Là có nhiều lý do. Có thể anh chị em chưa biết một trong bốn những thứ này, đúng không ạ? Anh chị em chưa thực hành những điều này và mình chưa được xây dựng. Có thể đó là lý do. Có thể lý do nữa là trong đời sống mình có một kẻ thù ẩn mặt suốt ngày quấy rối. Anh chị em tưởng tượng đi, mình có cái thằng ăn trộm, nó mà cứ núp trong nhà. Mình đi làm bao nhiêu về mình chắc nó lấy tiêu hết trơn, rồi núp dưới gầm giường. Mình đi làm tiếp, rồi về lục nó, ôi sao kỳ ta, sao mà mình làm mãi mà lúc nào cũng nợ nần, đúng không? Có người nói tôi làm mãi mà không thấy tiền đâu, đúng không? Có người nói như thế. Tôi nói rằng trong cuộc sống mình có thể tồn tại những thằng ăn trộm, mà Kinh Thánh gọi nó là ma quỷ. Ma quỷ cướp giết hủy diệt, làm cho đời sống anh em không có một tài nguyên nào để xây dựng, khiến cho Chúa có thể dùng. Hôm nay chúng ta phải xử lý điều đó. Và cũng có thể lắm chúng ta thiếu lẽ thật. Vì Kinh Thánh chép rằng các ngươi nhận biết lẽ thật thì các ngươi sẽ được buông tha. Nếu con buông tha các ngươi thì các ngươi thật được tự do. Dân chương 8 câu 36. Cho nên cái điều quan trọng nữa để mình bước lên bốn cái bước mà chúng ta vừa mới học đó là chúng ta phải được tự do. Chúng ta phải được Đức Chúa Giêsu làm cho tự do. Chúng ta phải tẩy sạch những kẻ thù ẩn mặt bên trong. Những điều tồn tại bên trong nó quấy rầy cái quá trình xây dựng của chúng ta. Anh chị em tưởng tượng đấy, đang xây nhà, tối về ngủ có thằng ra xô đổ bức tường, mai xây tiếp. Mà không, có một bức tường xây 10 năm chưa xong. Đôi khi cuộc đời chúng ta giống vậy. Đôi khi mình cảm tưởng là cái gì đó vừa đạt đến đỉnh thành công rồi, sập đổ mất tiêu, lại làm lại từ đầu. Anh em có thấy điều đó không? Đó. Cho nên tiên tri Makanenitsa ông nói rằng có những người đang đứng trên mép của sự đột phá thì bất thành linh cái gì đó làm cho họ lùi. Lẽ ra anh chị em tiến xa trong chức vụ, lẽ ra hội thánh mình phát triển, lẽ ra công việc kinh doanh mình đã thành công, nhưng mà vừa mới đến cái mép của sự thành công đó thì điều gì đó làm cho anh em thụt lại. Tôi gọi đó là sự giới hạn của Satan. Sự giới hạn của Satan. Và những kẻ thù đó anh chị em ạ, à, không cho chúng ta xây dựng cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu. Chúng ta cứ mãi sống và 5 năm trôi qua, 10 năm trôi qua, và nói như ông Kenneth Hagin, thật đáng buồn, có những đầy tớ của Chúa đến giây phút tắt hơi thở trở về với Chúa Giêsu mà chưa bước vào sứ mạng của đời. Đó là một sự thật rất đau buồn và thiệt thòi cho vương quốc Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi, buổi chiều hôm nay với cả tấm lòng, tôi muốn mỗi cuộc đời chúng ta
phải nhanh chóng được xông vào vương quốc của Ngài, xông vào chiến trận của Ngài để đạp đổ Satan xuống, được không ạ? Để nhiều hội thánh, nhiều nhóm cầu nguyện học lời Chúa được dựng lên khắp mọi nơi để danh Chúa được vinh hiển. Đó là điều Chúa muốn. Satan sợ lắm. Nó rất sợ khi buổi chiều hôm nay anh em có mặt ở đây, vì nó biết ngày nó tàn rồi, kế hoạch của nó sắp tiêu đời rồi. Không ạ? Rất sợ. Ai đang trên đường đi bị cản trở đủ thứ không? Có. Không ạ? Tôi biết mà. Satan nó hay làm điều đó lắm. Trước khi đi buổi nhóm thì đau đầu như búa bổ, đến buổi nhóm hết luôn. Hay làm kiểu đó. Không ạ? Rồi kẹt xe, rồi mưa gió, rồi cãi lộn, rồi đủ thứ hết. Hả? Bình thường là rủng rỉnh lắm, đến ngày đi dự đại hội túi chả còn đồng nào. À, đôi khi nó làm như thế. Mình đừng nghĩ những chuyện đó là ngẫu nhiên. Không đâu. Satan không có ngẫu nhiên. Nó là một đứa mà có kế hoạch đàng hoàng, có kế hoạch để cản trở. Giống như tôi thấy có nhiều người kể hội thánh nhà muôn dân, trước ở địa chỉ 409-2, sau này dời qua bên hội thánh Liên Hữu Cơ Đốc. À, cái đường thì nó to, xe tải 4 làn, 2 xe tải vô cũng vừa, mà tìm mãi không ra. Đi vòng vòng hồi đến trưa về nhà luôn, mà đi miết sao không thấy. Nó dẫn đi đâu tút lút nên hóc môn, không hiểu nổi. Không, Satan nó biết rằng ngày nó tàn rồi, cho nên nó làm sao? Sợ. Sợ lắm. À, có người mà vừa bước vô hội thánh cái nói: sao dẫn ta vô đây, sao tao tu? Chỗ này lửa không mà tu sao được, dẫn vô đấy. Quỷ nó nói. Cho nên chị em, có những thứ ngăn trở cuộc đời của mình, có những thứ khiến cho mình không trở thành hữu dụng cho Chúa được. Anh em à, hãy xử lý nó, đồng ý không ạ? Tôi biết, anh chị em mình biết rõ mình đang bị điều gì ngăn trở. Có thể anh chị em mất ngủ, gặp ác mộng, có những thói hư tật xấu. Không ai biết, nhưng mình biết. Ở trong phòng kín mình làm, mình cố gắng bỏ, nhưng không được. Anh em đau khổ vì nó. Bỏ được 2-3 tuần, lại lặp lại. Anh em à, không có gì phải xấu hổ cả. Chính Satan mới là kẻ xấu hổ. Chúng ta phải xử lý nó để cuộc đời mình được chiếu sáng. Amen mà. Xử lý. Anh em biết rõ mình đang hạn chế điều gì. Có thể tiền bạc, tài chánh. Tại sao mình làm việc cật lực, đổ mồ hôi, mình siêng năng các kiểu mà lúc nào cũng nghèo đói thiếu thốn? Anh em biết rõ mình hạn chế đó chỗ nào. Tại sao cũng quyển kinh thánh này mà mình đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, đọc không hiểu câu nào? Mặc dù mình trong trường học rất giỏi, chữ viết rất đẹp, mà đọc kinh thánh thì không hiểu chữ gì. Mà đọc bao tuổi trẻ thanh niên thì thôi, cái gì cũng hiểu. À, mà đôi khi nó nghịch lý vậy đó. Cho nên chúng ta biết rõ mình bị giới hạn điều gì và phải xử lý cho nó đến cuối cùng, được không anh chị em? Phải xử lý. Cho nên bước đầu tiên bây giờ, tôi muốn tất cả chúng ta phải thành thật trước mặt Chúa, cộng tác với tôi và trục xuất tất cả mọi bóng dáng của Satan trong cuộc đời của mình. Anh em phải nói xác quyết buổi chiều hôm nay rằng sẽ không còn một chút gì của Satan bám víu trên đời sống của mình. Nó không còn một chút gì trong cuộc đời của anh chị em, dầu chỉ trong ý nghĩ thôi. Amen không ạ? Anh em có muốn mình được Chúa dùng không ạ? Hãy kiên quyết với Satan. Amen ạ? Còn mời các ơi thánh đồng đứng nè. Dạ. Bây giờ chúng ta phải xử lý nó. Trước khi anh chị em được đầy dẫy thánh linh thì ma quỷ phải bị đuổi đầy đá. Tất cả những hài cốt ở trong đời sống anh chị em phải lấp thịt và hơi thở vào cái đã. Amen không anh chị em? Chúng ta đến đây để cầu nguyện mà. Chúng ta đến đây để gặp gỡ Đức Chúa Trời mà. Chúng ta đến đây đâu phải để chơi. Chúng ta đến từ nơi xa. Chúng ta tốn thời gian tiền bạc đến đây để làm gì? Để đạp đầu Satan xuống dưới chân mình, được không ạ? Chúng ta có quyền làm điều đó. Chị em ơi, bắt đầu đến với Chúa đây ạ. Tôi nói rằng thần Chúa đang hiện diện ở đây. Thần Chúa đang hiện diện ở đây. Tôi muốn tất cả mọi người trong hội trường đừng có làm ngơ với cuộc đời của mình. Đừng một ai làm ngơ với cuộc đời của mình. Hãy tìm cho ra những hài cốt khô trong cuộc đời của mình. Hãy tìm cho ra những con quỷ ở trong những lĩnh vực nào trong cuộc đời của mình. Và trong danh Chúa Giêsu phải xử lý nó. 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 Tất cả hướng về Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hôm nay trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, mọi quyền lực của Satan, mọi quyền lực của Satan trên anh chị em
phải bị bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những anh chị em ở trên mạng hay tại hội trường này, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, mọi quyền lực của sự tối tăm phải bị bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, bị bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Mọi linh của sự ô uế phải bị cột trói trong danh Chúa Giêsu quyền năng, bị cột trói trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cột trói trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cột trói trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, tiếp tục lên chị em, tiếp tục đi, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Những anh chị em trên mạng, những anh chị em trong hội trường, tiếp tục lớn tiếng nào. Hãy nói những con quỷ trong cuộc đời mình, những con quỷ gây lên ác mộng, những con quỷ gây lên bệnh tật, những con quỷ gây lên nghèo đói, những con quỷ gây lên ô uế, những con quỷ gây lên sự dâm dục, những con quỷ đó phải rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Tôi kêu trong danh của Chúa Giêsu, mọi uế linh bây giờ mày phải biểu lộ giờ này, mọi uế linh phải bị biểu lộ giờ này, mọi uế linh phải bị phán xét giờ này, mọi uế linh linh nghèo đói giới hạn bị phán xét giờ này. Những linh nóng giận, buồn bã, thiếu hiểu biết, che khuất trong danh Chúa Giêsu bị cột trói giờ này. Những linh bệnh tật yếu đuối bị cột trói giờ này. Tất cả mọi tà linh có sự ác mộng giới hạn tà thuật bị cột trói giờ này. Những linh phù thủy độc cốt bói khoa, cây gậy của mày bị bẻ gãy giờ này. Những linh có sự dâm dục ô uế nghiện ngập bị bẻ gãy giờ này. Trong danh Chúa Giêsu, Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire, fire, fire. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Dù bất cứ mày Satan, mày ở bất cứ chỗ nào, mày nó ở bất cứ chỗ nào, tao bảo mày biểu lộ giờ này, mày bị cột trói giờ này, mày bị phán xét giờ này, mày bị đuổi ra giờ này. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Holy fire, đi ra. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Tiếp tục lên chị em, anh chị em biết rõ. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.